được chăm bút gì nè mấy gì nè. Anh em đợi tôi. Cuối cùng tôi chết cháy à. Không hiểu không hiểu. Cái game này nó không trông cho tôi chơi. Yo, xin chào các bạn nha. Mình là Quý. Mình là Quý cho đồng Quý nắp đây. Thì trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ rồi nha. Các bạn ơi, hôm nay tôi thông tin cho các bạn xem nè. Và trước khi video này bắt đầu thì 90% các bạn đang xem video của mình chưa có đăng ký cho mình. Thôi mình nói dạy quá. Thì các bạn, 90% các bạn đang xem video của mình chưa có đăng ký cho mình thì quên đăng ký cho mình nha các bạn ơi. Trời, 90% á. Và 10% các bạn nè, chỉ có đăng ký cho mình thôi. Và sau khi đăng ký xong là nhớ nhấn vào cái chuông. Cái chuông á, tinh 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 tinh. Đó, cái chuông kêu quá trời luôn kìa. Mà các bạn không bấm vô là buồn luôn. Trời đó, sao tôi rớt ngoài vậy nè. Ủa sao gì vậy? Ủa sao đâu ra trên kia qua đây vậy? Nhảy qua kìa. Ai biết trời ơi, má tôi nói nhảy ngu. Ui rồi, tôi nói nhảy ngu. Ngu mình trời, trời không hết mình ngu của ta luôn. Rồi nhảy qua kia này, cần chị nhảy không? Nè nhảy nè. Chạy đi quay, chạy đi quay. Chạy cho bả đi. Cuộc đời là đau đớn. Tôi quên giới thiệu luôn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái map gọi là map Lucky Block các bạn ơi. Nhưng mà các bạn đã nhìn đã thấy rồi gì? Các bạn đoán coi trong 5 giây mình sẽ chơi Lucky Block gì đây. Các bạn đừng quên để lại bình luận phía dưới nha. Mình nói nè, 5, 4, 3, 2, 1. Ký xong rồi không? Đó, mình xin giới thiệu đây chính là map Lucky Blockchain đó. Trời, anh em nhìn dễ đoán quá à, con gì trời. Nè, tôi nói nè, mấy con Lucky Blockchain này á, tại vì á, lúc đầu tôi làm nó hơi thô thôi, mặt nó cười cười, nó ngu ngu gì thôi, chứ giờ sao tôi làm mấy con chain khác nó xịn hơn nhiều. Và nếu các bạn muốn mình làm mấy con Lucky Blockchain khác thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nha. Hashtag Lucky Blockchain thiệt là nhiều. Mình sẽ làm nhiều cái mới, cái Lucky Blockchain mới và hay hơn cái này cho các bạn xem luôn. Nên là các bạn đừng quên là like một cái xong rồi hashtag Lucky Blockchain các bạn ơi. Ngay dưới phần bình luận hoặc ngay dưới công chiếu luôn nha các bạn. Rồi, ba không lòng vòng Hải Phòng nữa, mình sẽ bắt đầu luôn nè các bạn. Rồi nhảy qua anh em, nhảy qua. Bắt đầu nha, bắt đầu đi nha. Trời ơi, kêu người ta bắt cô dở giờ mình cũng tự bắt cô dở. Trời, ta nói mà, ta nói cuộc đời nó nghiệp chướng lắm. Thôi anh em bắt đầu nè. Đậu xanh thế nào xây map. Qua. Ai tao xây map nha, tao đá vô cái đầu mày liền á. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3, đập con quái. Ủa đã gì vậy? Tôi được cái gì nè, cái nổ là gì không biết. Trời ơi, sao tôi may mắn vậy ta? Ủa sao đứng cái đầu xếp vậy? Tao, bên A chị. Ủa, nghe chi sao nó cứ bắt cua nó cứ rớt hoài bay tao không hiểu luôn á. Qua dòng ti qua hậu bạn ơi. Ui cho mình được đồ. Quay nè. Rồi. Bye bye. Chị giá da, chị giá da. Tao không làm gì được hết tại vì tao không có cung hay là có vũ khí. Mày ngu. Tự nhiên mình đi cái gì vậy? Không hiểu. Lấy hết chùm cường coi. Trời ơi, má ơi, coi xíu nó cũng ăn lấy hết cho bằng được. Nó chọn trên kia nó lấy đồ trong nhà nó đi lên nó bắt lóc lên nó lấy đồ kìa. Rồi sao mày tự tìm qua. Mày tự tìm đường qua đây. Mày tự kệ ai. Sao mày tự qua đây không vậy? Từ anh em, tôi bắt lóc qua lại. Đó. Qua về lại anh em à. Ui tôi nhảy vô đây. Ui con xe ke kìa. Ai ơi. Nhìn đi. Chạy ra. Xe ke nó xuống. Nó qua đúng vậy. Hay quá. Rồi tiếp tục mà. Ủa ngay chị đâu ra qua mình vậy. À cũng được. Qua đây. Ủa sao nó chờ tôi còn khôi khẽ vậy. Của tôi. Rồi. Leo. Ủa kia quá. Sao tâm kia toàn mấy đó á. Rồi tạm biệt. Và thế là hết. Tạm biệt. Tao trên kia đặt ra coi. Nó có tên tay kìa. Đâu. Quay. Ai kìa. Ủa. Cái gì? Rồi. Con sờ lam vậy là tao đủ hiểu rồi. Rồi, tao không dám tới gần nó luôn á. Nó mà tới gần tao là tao chỉ có toi đời mà lấy xịt đèn rồi. Tao cho mày lấy xịt đèn người con mày té xuống. Đúng rồi, tụi mày té xuống đi con. Hên quá. Ôi ui. Mày này có đồ rồi, không phải là đồ mạnh các bạn nhưng mà vẫn có đồ là ngon. Vẫn có đồ là được. Về. Trời ơi. Ô, cảm ơn. Thằng BD. Tặng tao hoa hả? Trời ơi, anh đi lỡ chụp cái điều rồi. Ngu trời ơi, dạ. Tinh kia toàn cái đồ gọi là không có xui các bạn à. Không cái xui à. Tôi nói là tôi xui nhất trong cái cả đám này các bạn. Tự nhiên tôi mặc cái đầu steep vô làm gì tôi không biết luôn á. Thôi nhưng mà không trời, sao. Có táo vàng nào mới ăn không ơi. Quà à. Trời à. Trời ơi quá. Trời ơi, cái bàn phím của tôi nó bị ngu các bạn ơi. Anh em nào á, thấy bàn phím tôi ngu thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nha. Bàn phím tôi sắp hư rồi, anh em đừng quên ấn vào những cái quảng cáo để tôi có tiền tôi mua bàn phím mới các bạn ơi. Ủa sao tôi tồn ra mấy con dễ thương không vậy? Ai? Ai? Con bạn bắt đầu
Ủa cái gì vậy? Gì là gì? Dạ nè. Đâu? Sao bị dính vậy? Ui. À cái này cái gai á. Ủa nhưng mà mình đi được mà. Đâu đó mày đi được mà, đi được mà, đi đây. Trời ơi, Hachi ơi, không được đâu Hachi ơi. Bây giờ đâu? À lộn, trên kia chính lộn, lộn bên. Trên kia ơi, bây giờ đi thử cục tím đi. Thấy cái điều lạ thường lắm. Quay tôi qua rồi nè. Ủa qua được nhanh vậy? Trời ơi, cái nó qua nè, nó không nói mình luôn chứ. Trời ơi, qua cho nó mà. Trong cái đêm điều thú vị nè. Ai! Au! Cái thằng chó. Ơi rồi sao rồi. Tôi có bắn khác, tôi có bắn khác, tôi qua lại nè. Trời ơi, ủa trên kia không như bay. Au! Chó này chi là mày coi chừng á con. Nhưng mà tôi thấp đi cho mọi người hơn cho nên tôi qua lại nè. Ừ qua lại, qua đây hợp lý. Rồi trên kia qua trước ơi, trên kia qua trước ơi, trên kia qua trước ơi. Rồi rồi. Xịn xịn rồi, tới Hachi, qua đây bạn. Đi lội nè, nhìn nè. Đâu đi rồi, Michael Jackson, Michael Jackson mày. Nè, tới lượt tao, 200 EW nè. Bây giờ tụi mày đạp vô là tụi mày bị đẩy đúng không? Tao không cần đạp vô, tao bắt bóc tao qua. Ê, 200 EW. Ủa, 200 EW bạn. Trời ơi. Nhà là phải có lock đúng không? Quýnh nhầm bị xuống mày. Xuống. Đúng rồi, lọt xuống hố cho tao. Ui, ui sao bên trong này có con xanh nè. Á đù. Ôi. Ui, có đu nè anh em. Ui, có giáp. Dạ, không có đi mà được. Nè, cho bà lóc qua nè, nhảy qua đây. Đâu. Nhảy qua. Ui, đúng rồi, ấy dạ. Ủa, sao nhảy lên kia hay vậy? Còn bà lóc hôm qua, còn... Còn bà lóc không còn. Quá nò. Ê, đặt cái gọc cộng phía sau không đi kìa. Ôi. Ồ, một cục phía sau nè hả? Phía sau lưng. Trời, xem cái gì vậy? Thôi, tụi mình vô trước đi, đợi trên kia nó qua đi. Dạ. Xa nè con. Xa nè. Ôi, phi xương. Mày thích phi cục xương. Xương mày là cái thái gì? Ôi, sao dễ vậy? Yếu vậy? Ờ, yếu xìu à. Tội nghiệp thiệt sự, có cái cục cầm lóc nè. Cái điểm gọi là lưu điểm chết nè. Mà trên kia nó chưa tới nè anh em. Nó phải chạy lại từ đầu luôn kìa. Ủa, cái này là sao? Cái này sao bắt cô? Cái này sao? Ôi, rồi sao trên kia đâu rồi? Rồi. Từ từ để đi lên nhìn trên kia rõ ràng hơn nè. Ôi gì đây? Nhảy lên đây nè anh em. Wow. Được không? Nè. Nhảy cao. Con xanh nè. Đạp vô đây là nhảy cao đâu. Nhảy hay chưa? Nãy tự nhiên đặt đi lấy đồ trước xong rồi mới đập bắt cái lóc. Đập lấy cái lóc chi cho nó nổ tiên ti chết ta. Ôi con nó tự nổ tiên ti mất đường luôn. Ừ. Đúng rồi. Hơn. Cần tôi qua đánh phụ nè cho kiếm viên cương quýnh nè. Đó. Ok. Cho qua. Nhưng mà nó bằng con chó sao? Không sao, bro mình qua mình quýnh nó được mà. Chờ bro mình đúng không chị Rồi. Thôi trên kia lâu quá anh em, mình lên đây nhìn trên kia cái đi. Nhảy lên. Ui. Ai gì tôi đi đường kia, tôi đánh, tôi đi đường còn lại. À đâu không đâu. Còn lại. Còn trên kia nó chơi mất dạy thật sự nhưng mà không sao. À đâu, không có mày, vậy. Mày. Ơi, à đâu, quýnh cha sớm rồi. Chị đi trên kia ta, tao quýnh ta. Ui được hai cái con vậy. Lucky or not. Ui một cái lucky một cái không nè. Ui từ 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 để ta lùi cái Cái đó hên xui lắm nha coi chừng á. Ui vậy cái này xui, vậy cái này xui. Quay vô quay. Ê, Hachi. A đụ. Ôi, từ trắng đây cái đậu ra chạy tới nha. Không sao nè. Ba chụp sao? Anh chỉ xuống cái slime kìa. Xuống slime hả? Ờ xong rồi bật lên đấy. Nhảy ơi. Quay. Trời ơi, tụi nó nhảy gà quá bạn ơi, xem tôi nhảy nè. Quay, nhìn tôi nhảy nè, nhìn tôi nhảy nè. Ô, ừ, nó ghê chưa. Ai coi mày nhảy qua cho nguy dở quá. Trời ơi. Đẩy hộ bạn ơi. Á đạo. Ai đạo sao mày? Sao mà dù nó hơi nhức tí. Trời ơi, sao tôi về đây luôn rồi? Lâu. Ờ đúng rồi, tôi về đây là đúng rồi con gì? Đợi ông nè. No. Cái đầu xanh. Trời ơi, sao mày? Tôi nhảy hơi thiếu bình rồi các bạn. Ai đó, đây. Ấy. Đa vậy. Từ, quăng thuốc này cái đã cho nó bớt. Ui, được 100 bút gì này mấy gì. Anh em đợi tôi. Tôi bị chết cháy à. Hiểu không? Cái game này nó không cho tôi chơi. Gặp cao. Lên đây. Kéo ông xuống. Mày thích chóp không? Chưa đấu gì hết nha. Đào. Wow. Đồ ngon, đồ xịn là phải chơi. Wow. Ủa sao Nga Di sống hay vậy? Chạy. Alo. Ui. Quay. Ủa gì mẹ đi thỏ vậy? Quay hơn, tàn đồ hơn anh em. Không sao, tàn hồi hơn. Quay, dịch chị tôi đi.
Thôi, tạm biệt mày, dịch chuyển ngu gì dịch chuyển, mày mất chạy hết mồ luôn. Mày là xứng mày ơi, giúp tôi Huy ơi. Đâu? Trên đây lại rồi. Trên đây là trên đâu? Thì nhảy đi. Chờ, tự lực cái kênh đi. Thì cái nhảy đi nó có quýnh đâu. Nó thân thiện lắm. Có cái tường trắng rồi má ơi, nhảy đi. Không sao, không sao. Bây giờ bà tin tưởng tôi là bà làm được hết. Hả? Tôi tin tưởng ông chứ tôi chết á. Không, bà tin tưởng tôi đi. Trời, thấy không? Nó không tin tưởng đồng đội. Đó. Cái tội, tao nói cái tội mà. Đó, thằng Hachi nè, nó tin tưởng đồng đội, nó nhảy qua một cái một, nó qua tới đây luôn rồi nè. Nhảy qua đây. Much later. Nhảy đi. Mẹ lên. Ui. Chết. À đù. Ghê. Nhưng mà nhảy qua tôi là hết ghê rồi. Qua bên kia là mới ngầu kìa. Mới qua tôi bị. Ôi, vô cổng. Vô cổng. Ủa. À đù đây đâu vậy? Tôi làm mà tôi quên mất, đây chính là cái đấu trường của tụi mình. Đó bây giờ ba người sẽ đấu nhau. Ba người sẽ đấu nhau. Nó ai sẽ là người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Trời ơi, quá dễ đúng không? Đó, nhưng mà trong quá trình thì không có dễ đâu bạn. Rồi chuẩn bị nè, ba đứa đứng ba góc đi. Rồi, ba góc nè. Rồi bây giờ tôi chuẩn bị cái này để đây nè các bạn. Đấy, để cái này kiếm ở đầu xong rồi để cái này đây. Cũng nhưng mà không có lóc. Lấy cái này cũng được, lấy cái này để xong rồi cung là để đây nè. Đó. Quăng ra bỏ cái táo vàng ở đây, táo thượng ở đây. Ấy, xong rồi là cái thuốc độc mình sẽ để ở trên đây. Chắc cái này không cần đâu hết cái. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ. Yeah. Rồi. Tôi đã chuẩn bị setup xong hết rồi đó. Chuyên nghiệp hơi bị bro BBB rồi đó. Yeah. Yeah. Rồi, chuẩn bị nè. 1 2 3 chạy lên nút sàn là quýnh Siblin luôn nè. 3 2 1 lên. Ủa, hai cái làm gì vậy? Chị nó làm gì vậy? Tao nói mày vô cái sàn nha chứ phải mình lên cái trụ nha. Mày lên đây. Định chơi trò vậy. Ây. Cái đậu xanh chết chơi. Xì mọi người tính ba mạng, bye bye Vinky tiêu đời rồi. Còn Hachi. Vinky còn một mạng. Ok, thuốc bổ mà ta, thế này thuốc bổ anh em. Quên. Xài thuốc bổ hết. Đó. Rồi, tôi đã có một sức mạnh ngang ngửa. Ghê vậy, ngang ngửa. Trời, quýnh nhau đi, cho nó công bằng xíu. Mình phải công bằng các bạn ơi, mình phải công bằng. Nó mới đấu công bằng được các bạn. Ôi, đâu rồi, Hachi hết mạng. Chết, tao còn mà. Còn mạng cuối. Lấy đồ. Con nhìn gì lấy đồ, nhìn kì, lấy đồ. Ui dồi, nó có giáp in gen đồ các kiểu. In gen nè. Rồi, nhìn kì hết mạng. Không quý nè. Tôi còn hai mạng nha mày. Chơi, vô, ngon. Nhìn kì hết mạng, nhìn kì bay lên. Bay lên, không chơi nữa. Vinh Hachi nè, thằng Hachi còn một mạng. Hachi bạn yêu, bạn dấu yêu. Tại sao bạn lại chạy vậy? Bạn lại chạy. Các bạn ơi, tôi mặc dù cái gì sao tôi té luôn vậy? Thôi, không sao các bạn ơi. Mặc dù tôi chỉ là giáp sắt mũ vàng các bạn ơi, nhưng mà tôi đã đạt được chiến thắng vang vọng, vinh quang cho các bạn xem đó. Thì ok, nói chung thì video Lucky Lock của mình tới đây rồi, và các bạn nào thích cái Lucky Lock này thì đừng quên để lại bình luận phía dưới và hashtag Lucky Lock San để mình có thể làm được nhiều Lucky Lock San khác cho các bạn xem. Đó, tôi sẽ làm hay hơn cái này rất là nhiều, nên là anh em hãy like thiệt là mạnh vào, và đừng quên qua channel của tất cả mọi người trong biệt đội xin đăng ký cho tất cả mọi người nữa nha. Thì ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye.